Chương trình này được bảo trợ bởi Estiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời và Well Spa Salon Furniture. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Vâng thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào với bản tin chiều thứ năm hôm nay, ngày 7 tháng Giêng năm 2021. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay bắt đầu với tin quốc hội đã xác nhận ông Joe Biden là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Facebook khóa tài khoản của tổng thống Trump vô thời hạn. Twitter xóa sổ vĩnh viễn tài khoản của luật sư Lynn Wood. Lãnh đạo thiểu số của Thượng viện yêu cầu các thành viên nội các xét đến tu chính án số 25. Ngày càng nhiều các nhà lập pháp kêu gọi áp dụng tu chính án thứ 25. Nhiều viên chức ở Tòa Bạch Ốc tuyên bố nghỉ hưu trước thời hạn. Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao, thành viên nội các đầu tiên tuyên bố từ chức. Nhiều lãnh đạo thế giới gọi cuộc bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ là đáng hổ thẹn. Và lực lượng FBI đã lên tiếng kêu gọi công chúng giúp nhận diện những kẻ gây bạo loạn trong ngày hôm qua. Đó là tất cả những tin tức mà lần lượt chúng tôi sẽ gửi đến cùng quý vị. Và bây giờ Thanh Thảo sẽ mở đầu cho bản tin đầu tiên. Thưa quý vị, ngày hôm qua khi chúng tôi gửi đến quý vị bản tin về cái cuộc biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống Trump biến thành bạo loạn và xông vào tòa nhà quốc hội, vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 để ngăn cản cái cuộc đếm phiếu để đại cử tri đoàn để xác nhận người nào sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, sau khi cuộc bạo loạn đã được uh, gọi là vãn hồi và cái tòa nhà quốc hội được bảo đảm an ninh thì tất cả các nhà lập pháp đã ở lại để họ tiếp tục cái cuộc họp kiểm phiếu của họ. Họ nhất quyết làm cho xong việc mới trở về nhà và họ đã làm việc như vậy cho tới sáng ngày thứ năm, sáng sớm ngày thứ năm. Sau đó họ tuyên bố là họ đã xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris vào sáng sớm thứ năm ngày hôm nay, ngày 7 tháng riêng năm 2021. Và họ đã kết thúc được một cái đêm dài được đánh dấu bởi sự hỗn loạn và bạo lực vào ban ngày. Trong đó những người ủng hộ đã tìm cách cản trở cái việc chuyển giao quyền lực này. Và Phó Tổng thống Mike Pence đã nói như sau, đối với những người phá hoại điện Capitol của chúng ta hôm nay, các bạn đã không giành chiến thắng. Ông Pence phát biểu như trên sau khi các nhà lập pháp lại họp lại để chứng nhận thêm và tiếp tục cái công việc của họ là kiểm điểm các phiếu đại cử tri đoàn. À, thưa quý vị, ông Biden và bà Harris được tuyên bố là chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence có 232 phiếu và một người cần tới 270 phiếu đại cử tri để giành được chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong cái cuộc họp để mà kiểm điểm thì có một một số nhà lập pháp của cả đảng Cộng Hòa À, cùng với một số thượng nghị sĩ đảng cộng hòa ủng hộ tổng thống Trump đã có cái kế hoạch là phản đối các cuộc bỏ phiếu đại cử tri à, tại một số các tiểu bang chiến lược mà đã đem cái chiến thắng cho phía của ông Biden và bà Harris. Tuy nhiên vào giờ chót sau khi đã họp lại thì một số người đã quyết định là họ hủy cái kế hoạch đó và vì thế cho nên à, tuy là phải họp lại để bàn xem là họ phải bỏ phiếu ra sao sau khi đã có những cái sự phản đối à, xác nhận tại hai tiểu bang là Pennsylvania và tại Arizona thì cuối cùng là tất cả mọi thứ đã được an bài và Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng như bà Kamala Harris được tuyên bố sẽ là vị Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021 tới đây. Vâng thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến Tổng thống Trump một lần nữa. thì Trong ngày hôm nay, công ty Facebook đưa ra một chính sách mới cho biết rằng là họ sẽ khóa tài khoản Facebook cũng như là tài khoản Instagram của ông Donald Trump một cách vô thời hạn hay là tối thiểu trong hai tuần tới cho đến khi nào cái thủ tục chuyển giao quyền lực nó được hoàn tất mà thôi. Sáng sớm ngày hôm nay thì ông Mark Zuckerberg, CEO của Facebook có viết như sau trên trang trang mạng của ông. Mark Zuckerberg viết rằng trong vài năm gần đây chúng tôi để cho tổng thống trump sử dụng nền tảng ứng dụng của chúng tôi theo những nội quy của công ty lâu lâu chúng tôi cũng đã xóa đi hay là dán nhãn hiệu trong một số các thông điệp mà tổng thống đưa ra khi mà nói vi phạm đến cái nội quy của chúng tôi chúng tôi làm những chuyện này vì chúng tôi tin tưởng rằng là công chúng có cái quyền để mà truy cập những thông điệp liên quan đến vấn đề chính trị cho dù rằng đôi khi những thông điệp đó nó gây tranh cãi tuy nhiên trong thời điểm hiện tại việc này nó đã thay đổi một cách uh, khác biệt về việc sử dụng cái nền tảng của chúng tôi để mà uh, khuyến khích bạo động khuyến khích một cuộc nổi dậy chống lại một chính phủ do người dân bầu ra uh, uh, chúng tôi tin tưởng rằng cái nguy cơ mà để tiếp tục để cho tổng thống sử dụng nền tảng của chúng tôi trong thời điểm này nó quá lớn và vì vậy cho nên là chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn cản không để cho ông sử dụng Facebook và cũng như là Instagram à, trong một thời gian vô hạn định và tối thiểu là hai tuần nữa cho đến khi nào mà à, thủ tục chuyên gia quyền lực được à, hoàn tất. Cũng liên quan đến tình hình của một số các cái truyền thông xã hội à, hiện nay à, với cái phong trào là họ xóa sổ tất cả những cái tài khoản nào mà theo họ là đi ngược lại những cái nội quy của họ thì một phát ngôn viên của Twitter trong ngày hôm nay cũng đã lên tiếng xác nhận rằng uh, Twitter đã chính thức xóa vĩnh viễn tài khoản của luật sư Lin Wood. như quý vị cũng biết ông Lin Wood là một luật sư trong nhóm pháp lý của tổng thống Donald Trump từ trước tới nay và với những cái bài đăng của ông thì ngày hôm nay Twitter đã chính thức uh, đình chỉ vĩnh viễn cái tài khoản này ngoài ra thì người phát ngôn viên này cũng xác nhận rằng tài khoản thứ hai của luật sư Linwood có cái tên là hashtag Fly back law cũng đã bị xóa Phát ngôn viên không chia sẻ thêm bất cứ các lý do gì liên quan đến cái việc đình chỉ này sau khi cái tài khoản chính của mình ở trên Twitter bị khóa đó, thì luật sư Linwood đã đăng trên một cái nền tảng xã hội khác có tên là Parkler một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến đối với những người bảo thủ người ta hay sử dụng cái, cái 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 mạng lưới xã hội này là vì partner họ không có những cái nội quy để mà có thể gắn nhãn hoặc là xóa bỏ những cái bài đăng của người dùng. Uh, và ông ta đã nói rằng tất cả những cái bài viết của mình ở trên cái tài khoản cũ trên Twitter đều đã được chụp chụp ảnh màn hình và đăng lại ở trên cái um, trang mạng Parler. Uh, Parler tự cho mình là người ủng hộ quyền tự do ngôn luận về các cái quyết định hạn chế việc kiểm duyệt nội dung, do đó mà tất cả các nội dung người sử dụng đó có thể đăng được một cách thoải mái hơn là các cái trang mạng chúng ta đã thấy, chẳng hạn như là Twitter hoặc là, hoặc là Facebook. Ông Wood đã tiếp tục đăng bài trên cái trang mạng này bao gồm ảnh chụp màn hình như chúng tôi đã thưa cùng quý vị và trong một cái bài đăng đó thì ông Lynn Wood đã lên tiếng để đã kích phó tổng thống Mike Pence và gọi phó tổng thống Mike Pence là một linh hồn u tối và đặng, và nói rằng đã có một nơi rất là đặc biệt trong địa ngục đang chờ đợi nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa này. Đó là tất cả những cái tin tức liên quan đến tài khoản của ông luật sư Lynn Kế đến thưa quý vị là bản tin liên quan đến việc là các đảng viên của hàng đầu của đảng Dân Chủ tại Quốc hội đã kêu gọi là hãy trách phế Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Năm. Sau một ngày sau khi có một cái vụ bạo loạn xảy ra tại Điện Capitol và có sự tràn vào tòa nhà à, và khiến cho hình ảnh Dân Chủ của nước Mỹ đã trở thành một trò cười trên toàn thế giới và rất nhiều vị lãnh đạo của thế giới đã kinh ngạc và họ bày tỏ sự thương tiếc cho cái nền dân chủ bị hình ảnh bị bôi nhọn như vậy. À, thưa quý vị, cái bản tin hôm nay đó là liên quan đến việc uh, trên Politico cho biết là bà Nancy Pelosi là chủ tịch của Hạ viện và ông uh, lãnh đạo thiểu số thượng viện hiện nay là ông Chuck Schumer, sau này ông sẽ là lãnh đạo khối đa số sau khi uh, quốc hội kế tiếp uh, không phải sau khi mà tổng hai cái vị dân cử của thượng viện sắp sửa đã thắng của đảng dân chủ sắp sửa được được vào để nhậm chức thì sau đó thì ông sẽ là lãnh đạo khối đa số nhưng hiện nay ông là lãnh đạo khối thiểu số tại thượng viện thì hai vị này kêu gọi phó tổng thống hoa kỳ mike pence và nội các của ông trump phải loại bỏ tổng thống bằng cách là viện dẫn tu chính án thứ 25 mươi Mặc dù là ông Trump chỉ còn có không đầy 2 tuần tại chức, nhưng mà bà Nancy Pelosi cho rằng trong chỉ có mười mấy ngày như vậy chưa chắc là ông đã không phá hoại thêm cho nên đây là một cái lo ngại của rất là nhiều người trong quốc hội và họ nói rằng nếu mà quốc hội không tiến tới việc này nghĩa là phó tổng thống cũng như là các nhà lập pháp trong nội các của tổng thống trump không hoạt động không làm chuyện đó thì họ sẽ triệu tập trở lại để họ sẽ có một cái buộc ấy, luận tội để truất phế tổng thống lần thứ nhì và điều này chưa chắc là đã xảy ra được thứ nhất là vì thời gian tính Thứ hai là vì còn có nhiều cái phức tạp liên quan đến những cái việc là phải có những cái yếu tố nào thì mới làm được cái chuyện luận tội hoặc là yếu tố nào thì có thể truất phế một vị tổng thống. Cho nên cái việc vấn đề người ta lo ngại nhất là thời gian không biết có đủ thời gian hay không. Như cái việc mà tất các nhà lập pháp nghĩ đến điều này cũng là cho thấy họ cảm thấy là cái sự uh, uh, kêu gọi hoặc là cứ than phiền là cuộc bầu cử không có chính đáng, không có công bằng hoặc là ông ta thắng mà lại bị cướp mất cái 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 cuộc chiến thắng của ông những cái thông điệp sai lệch như vậy nó khiến cho người ta lo ngại rằng là một cái vụ bạo động khác không biết là tới tầm vóc nào và không biết tại đâu có thể xảy ra và họ muốn là chấm dứt những vụ này ngay lập tức và chúng tôi sẽ từng thuật đến quý vị những điều chúng tôi có được trong tương lai à, thưa quý vị trong tối ngày hôm qua cũng như là sáng sớm ngày hôm nay thì một loạt các viên chức của tòa bài đốc đã bắt đầu tuyên bố rằng là họ sẽ từ chức ngay lập tức và họ sẽ không có đợi cho đến ngày 20 tháng Giêng. Đây là danh sách của các vị mà tuyên bố là đã hay là từ chức hay là sẽ từ chức trước ngày 20 tháng Giêng. Đứng đầu danh sách đó là Bộ trưởng Giao thông Bảy Liên Chao, vợ của Mick McConnell. Kế đến nữa rằng là ông Mick Mulvaney, Mick Mulvaney là hiện tại làm đặc sứ của Hoa Kỳ ở tại Northern Ireland. và quý vị đang thấy lần lượt đó, Stephanie Grisham, chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân Melania Trump, Matt Pottinger là phụ tá hay là phó cố vấn an ninh quốc gia, Sarah Matthew là phụ tá phát ngôn viên của tòa Bài đốc, người kế đến nữa là Anna Christina Ricky De Sida là cái người gọi là phụ trách những cái nghi lễ, những cái buổi tiệc tùng ở trong tòa Bài đốc và xuống nữa là Ryan Tully hiện nay là đóng cái vai trò là cố vấn hay là giám đốc cao cấp của hội đồng an ninh quốc gia đặc trách những sự vụ liên quan đến vấn đề Âu Châu và cũng như là Nga. À, Tyler Goodspeed là quyền chủ tịch của à, hội đồng cố vấn à, kinh tế của tòa bạch đốc và cuối cùng là một trong những các phụ trá bộ trưởng trong bộ Thương mại à, John Castello. À, đây là những danh sách à, mà chúng tôi được cập nhật được. À, thưa quý vị, nếu mà quý vị hỏi tôi đó thì danh sách này ngoài bà lên Chao ra, à, hầu hết những người còn lại à, không có họ cũng không có người đáng nói là tại vì những chức vụ này cũng không phải là những chức vụ gì khá quan trọng trong trong tòa bài đốc và với mười mấy ngày còn lại thôi bây giờ họ ở hay là họ không ở đó thì lương bổng họ cũng như lãnh thêm lắm là 10 ngày nữa nhưng mà có lẽ là một số người thấy rằng là thời điểm hiện tại là cái thời điểm rất là thích hợp để mà vạch rõ cái cái làn ranh của họ với lại cá nhân của ông Trump cho nên là họ nói rằng là họ ờ, chúng tôi không có muốn bị hòa lây và chúng tôi không muốn tên tuổi của chúng tôi tiếp tục dính líu với cái tên tuổi của Donald Trump cho nên là còn mười mấy ngày nữa còn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nên nhảy đi kiếm một cái phao khác thì tốt hơn. Vâng thưa quý vị liên quan đến cuộc bạo loạn ngày hôm qua ở tại um, quốc, bộ, quốc hội Hoa Kỳ thì hiện nay ngày hôm nay Cơ quan FBI đã đưa ra một cái thông báo về yêu cầu tất cả công dân Hoa Kỳ cần phải đẩy mạnh và giúp họ xác định được tất cả những người đã tham gia vào cuộc bạo loạn và nổi dậy vào ngày hôm qua thứ tư tại Điện Capitol. Trong thông báo thì có một đoạn là FBI đang tìm kiếm các thông tin để nhằm hỗ trợ xác định các cá nhân đang chủ động xúi dục bạo lực ở Washington DC ở trên cái trang mạng chính thức của mình thì FBI đã đưa ra những cái thông báo như vậy. FBI nhờ người dân gửi hình ảnh và những video mô tả bạo loạn và bạo lực trong tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ và các khu vực ở chung quanh Washington DC đã diễn ra vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 trong đó thì quý vị đã thấy đó, một số các cái cơ quan báo chí truyền thông cũng đã có những cái hình chụp của những người này ngày hôm qua những người đã trực tiếp đi vào trong tòa nhà quốc hội thậm chí có những người còn ngồi lên bàn làm việc của bà chủ tịch Nancy Pelosi và bên cạnh đó thì họ cũng những cái người đã đập phá hoặc là khiêng những cái đồ vật ở trong nhà quốc hội và thậm chí họ còn giơ tay chào ở phía trước Uh, máy quay phim bên cạnh đó cũng có một số người ngồi lên cả cái bàn của chủ tịch thượng viện uh, để mà chụp hình tất cả những hình, hình ảnh này đó thì chắc chắn là lực lượng FBI đã có tuy nhiên họ cũng có, muốn có thêm một số các cái chi tiết ở bên ngoài tòa nhà quốc hội ở lúc đó những cái nơi mà người ta nghĩ rằng uh, nó đã có một số các cái loại bom ống mà đã đặt được dọc theo cái tường của tòa nhà quốc hội ngày hôm qua thì lực lượng cảnh sát cũng đã phá hủy một số các cái dụng cụ gây nổ mà họ cho rằng là nó là một những cái thực chất là những cái bom ống nhưng mà nó chỉ là những cái loại nhẹ và họ đã phá hủy một cách an toàn à, để có thể gửi các cái video hoặc các hình ảnh về cuộc bạo động này đó thì uh, cơ quan FBI cũng đã cho một cái đường link ở trên cái trang mạng chính thức của mình để chúng ta có thể nhấp vào đó và upload những cái đoạn video mà mình muốn gửi đến cho FBI hoặc là để muốn gửi thông tin đó thì hoặc là liên lạc, hoặc hỏi thêm chi tiết thì có thể gọi về số 1800 call FBI call dash FBI 1800 call FBI thì tất cả những cái số này sẽ được chuyển đến cái bộ phận để tiếp nhận các cái ý kiến của quý vị để FBI có thể xác định được rõ ràng chân tướng của những người thực sự là những kẻ phá hoại trong ngày hôm qua. Cái đến là bản tin về thị trường chứng khoán Thưa quý vị ngày hôm nay mặc dù một ngày sau cái vụ bạo loạn tại viện tòa nhà Quốc hội ở Capitol thì chỉ số chứng khoán lại vẫn tiếp tục tăng và tăng đến mức cao kỷ lục. Chỉ số Nasdaq lần đầu tiên tăng lên trên 13.000 điểm, Dow Jones cũng tăng trên 31.000 và S&P 500 tăng trên 3.800. Tất cả đều tăng bởi vì lý do cổ phiếu của Microsoft và Alphabet đều tăng hơn 2%, Apple tăng 3.4% và Walgreens thì tăng 5.2%, à, những công ty ngân hàng như là JP Morgan Chase tăng 3.3%, các lĩnh vực công nghệ lại cũng, cũng tăng 2.7% và cái số người tiêu dùng theo ý của họ thì 1.8%. Nói chung là tất cả đều tăng lý do là họ cho rằng điều thứ nhất thợ yên tâm bởi vì cái việc xác nhận ai sẽ là tổng thống kế tiếp của hoa kỳ đã được xác định và không có gì có thể thay đổi được nữa và một trong những phân tích ra về thị trường đã nói rằng là mặc dù cái hình ảnh ngày hôm qua tại điện Capitol là đáng xấu hổ nhưng mà lại khẳng định là điều đó không có liên quan gì đến định hướng của nền kinh tế đến lợi tức và đến lãi suất và tất cả những điều đó khiến cho thị trường tăng hay giảm Chứ không phải là những hình ảnh hoặc là những cái cái gì có thể là một cái biến cố mà thôi Thì nó là một thời gian ngắn hạn Và một điều cũng quan trọng nữa là thưa quý vị Bộ Lao động cũng cho biết Các đơn xin thất nghiệp ban đầu là 787.000 Trong tuần lễ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Là con số thấp hơn dự đoán là 815.000 à, Cũng vào việc đó thì là Viện Quản lý Cung ứng cho biết chỉ số hoạt động phi sản xuất của họ ở Mỹ tăng lên 57.2 trong tháng 12 từ mức 55.9 và cũng một lần nữa cao hơn là mức 54.5 của các nhà kinh tế và cho thấy là cái nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ phục hồi trong năm 2021. À thưa quý vị, chúng tôi còn có hai bản tin. nếu mà nếu mà cho phép chúng tôi có thể cập nhật đến cho quý vị trong phần còn lại của chương trình này. Thứ nhất À, các nguồn tin trong văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence à, xác nhận rằng là ông dự trù sẽ tham dự nghi lễ à, tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20 tháng Giêng. À, tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có được những cái thông tin là liệu ông Trump có à, làm đúng những cái nghi thức của các đời tổng thống trước đây mà đi tham dự cái nghi lễ vào ngày 20 tháng Giêng hay không. Nhiều người cho rằng là ông sẽ không làm việc này nhưng mà đối với ông Pence thì Văn phòng của ông đã rò rỉ ra những thông tin rằng là Phó Tổng thống Mike Pence sẽ có mặt ở trong cái nghi lễ đó. À, trở lại với cái cuộc một gọi là bạo loạn à, trong ngày hôm qua đó, thì à, chúng tôi cũng vừa mới nhận được thông tin cho biết rằng là Cảnh sát trưởng à, của cái khu vực một gọi là Capital, à, lực lượng Capital Police là cái người mà phụ trách về vấn đề an ninh của Lưỡng viện Quốc hội, cái tòa nhà đó đó, à, vừa mới tuyên bố là sẽ từ chức, à, vừa mới tuyên bố là sẽ từ chức và song song với với cái việc đó cái người mà gọi là sergeant at arm là cái người mà phụ trách về vấn đề an ninh trong sàn hạ viện cũng đã vừa mới bị bà Nancy Pelosi à, cách chức luôn thưa quý vị à, đó là về vấn đề hạ viện ông Chuck Schumer cho biết rằng là nếu cái người sergeant at arm cái người mà gọi là phụ trách an ninh ở tại sàn thượng viện mà không có từ chức ngay lúc này thì khi mà ông à, trở thành trưởng khối đa số ở tại thượng viện thì ông cũng sẽ cách chức cái người này À, và họ yêu cầu rằng là lực lượng an ninh của tòa nhà quốc hội của lưỡng viện quốc hội phải xem xét lại là tại sao mà chuyện này nó xảy ra và làm sao mà trong tương lai có phải ngăn cản và phải đề phòng những chuyện này không thể nào để cho nó xảy ra lần thứ hai nữa à, đó là những thông tin mới nhất à, từ cộng đồng của quốc hội thủ đô Hoa tình đúng một cái lý lẽ mà của một số những cái người đã đưa ra đó họ nói rằng cái lực lượng an ninh của um, của tòa nhà quốc hội trong ngày hôm qua đã tỏ ra bất lực trước cái làn sóng của những người bạo động bạo loạn muốn tràn vào tòa nhà quốc hội thậm chí có một số các cái video đã lan truyền trên các cái youtube và cho rằng là chính lực lượng cảnh sát là những người đã mở cửa sắt để cho lực lượng bạo động tràn vào tuy nhiên một cái điều mà các viên chức cảnh sát cũng trình bày đã cũng giải thích họ nói rằng nếu như họ không khuất phục trước cái 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 cái, cái làn sóng của những người bạo động đó, thì có lẽ cái thảm cảnh nó sẽ còn xảy ra một cách nguy hiểm hơn nữa tất nhiên là có nhiều người sẽ bị thương và bị thiệt mạng hơn nữa là vì cái lực lượng ở bên ngoài họ đang tràn vào một cách rất là mãnh liệt cho nên là nếu như muốn hạn chế và họ phải lui về một bước sau đó để mà 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 tiếp tục để cản trở đó thì họ phải mở cửa và trong lúc vừa mở cửa để cho nhóm người tiến vào thì họ vừa thương thuyết đối với những người này để không ngăn cản làm sao cho cái làn sóng này không tràn vào bên trong nhà tòa nhà Quốc hội nhưng những cái tất cả những cái nỗ lực của họ đều bất lực trước cái làn sóng của những người bạo loạn thì đó là những cái lý lẽ mà bên phía bên này của các viên chức an ninh họ cũng đưa ra để họ biện hộ cho cái hành vi mà nhiều người lên án hiện nay là lực lượng an ninh đã không làm đúng cái vai trò và chức trách của mình trong cái việc bảo vệ tòa nhà Quốc hội trong ngày hôm qua. Vâng thưa quý vị và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Face tonight của chúng tôi. À, xin hẹn quý vị lại vào chương trình của tối ngày mai. Chương à, trình này được bảo trợ bởi Estiva Health, à, bảo hiểm sức khỏe yêu đời và Well The Salon Furniture. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Astiva được thành lập bởi một nhóm chuyên gia y tế gốc Việt với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu sức khỏe và y tế của quý đồng hương trên 65 tuổi thông qua chương trình Medicare Advantage. Astiva gần gũi và tận tâm chăm sóc quý vị đồng hương như chính người thân trong gia đình. Hãy gọi ghi danh với Astiva để bắt đầu một cuộc sống mới khỏe mạnh và yêu đời. 1866 610 0655 Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Well Spa Salon Furniture Furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp. Well Spa, chúc mọi gia đình một mùa lễ Giáng sinh thật ấm áp và đầy sức khỏe. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.